Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Quá nhiệt tình. Một công cho Lê Tiến Đạt. Bình luận viên tắt bích. Một đều. Rất nhanh, tỷ số đã là 3-1 rồi. Lê Tiến Đạt. Vòng 35 rồi vẫn như thế, không có gì thay cổ, không chịu thay đổi. Vòng một pha đờ mi phải quá hay của Đinh Hoàng. 4-3. Pha tiếp tục là một pha ta cùng đến với set đấu thứ hai. Và giật bóng nhanh của Lê Tiến Đạt đã đem về điểm số đầu tiên trong set đấu thứ hai cho Đạt chỗ. Quá hay cho Đinh Hoàng trong pha phòng thủ vừa rồi. Vòng bóng hơi cao và Lê Tiến Đạt tiến vào giật trái nhưng Đinh Hoàng vẫn phòng thủ được và quay sang kết phải. Hai đều. Quá hay, 4-2 rồi. Vâng, một vâng, như vậy là vâng, như vậy là Nguyễn Anh Tú đã để thua trong thi đấu trận đấu đầu tiên. Chuyên nghiệp thường xuyên cái môn văn ôn võ luyện này. Vâng, một pha giao bóng tự pha tuyển Quảng Đông Trung Quốc đâu. Đây là đang đánh với đội tuyển đối đầu giữa Lê Tiến Đạt và Đinh Anh Hoàng. Cầu viên rất cháy, thi đấu rất máu lửa. Oh.
một pha khán giả quên bật mic, xóa hết toàn bộ những hình ảnh của giải châu Á để tập trung vào giải và sau ASEAN chúng ta sẽ đến một giải World Tour diễn ra tại 11-12. Vâng, như vậy là một pha bóng. Vâng, hai. Điểm cho tôi này. 4 nào. Không có động lực bình luận giải Việt Nam nữa. Nhưng 5-2 rồi. Thì shop vâng, hoặc các bác chưa có nhu cầu thì cứ hãy kết bạn với số Spotty Shop. Mỗi một sản phẩm các bạn mua tại Spotty Shop là ủng hộ vào sự phát triển của kênh thể thao Spotty, giúp cho gửi tới quý khán giả yêu bóng bàn tại Việt Nam. Facebook hoặc trên YouTube. Vâng, còn trên kênh livestream thì chào idol tí. Vâng, anh của đẹp trai, vợ đẹp con ngoan, lại nhiều tiền. Vâng, idol của giới trí trận thi đấu, tỷ số đang là 7-7. Như vậy đi. Vâng, một pha đối giật hay quá. Cơ hội để Đinh Hoàng cân bằng tỷ số 2-2. Và pha giao bóng mép lưới là mất điểm luôn. Vâng, cùng đến với set đấu thứ 5. Điểm số đầu tiên trong set đấu âm thuộc về Lê Tiến Đạt, 1-0. Quảng cáo để mà mua hàng của Spotby Shop chứ. Ai lại làm thế? Quay cho Lê Tiến Đạt trong pha bóng vừa rồi. 3-1. Đa dạng kỹ thuật. Đặt bóng tốt. Vâng, như vậy là bí kíp để bán được hàng tức là phải khóc thật nhiều. 3-1. Là người giao bóng. Vâng, như vậy 2-2. Vâng, một pha đối ra Hiếu Bin. Trong đội tuyển quốc gia thì có Đinh Hoàng, Nguyễn Tú và vâng. Vâng, thi đấu với Nguyễn Thị Nga. Chín đều rồi, nên nói những điều thẳng thắn như thế. Úi dồi ôi, một pha vừa lên. Người nhìn này. Tuấn Anh đọc một cái như vậy luôn. Spotty Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.